ATM đa năng này là sản phẩm nghiên cứu của hai học sinh Võ Lê Xuân Thùy và Hồ Nguyễn Minh Thư. Hai em đã từng tham gia phát gạo miễn phí vào năm ngoái. Phát triển từ ý tưởng ATM gạo, cả hai cùng bắt tay vào nghiên cứu một sản phẩm ATM tương tự nhưng đa năng hơn, tích hợp cùng lúc nhiều sản phẩm. Ban đầu thì nó chỉ là một máy ATM gạo, và xuất phát đó thì sau đó thì tụi em phải ứng dụng những cái kiến thức đã học, là những cái băng truyền hay là những cái băng tải, những cái động cơ trong vật lý, trong toán học, và tụi em phải tính toán số liệu để tụi em tạo ra một cái máy như bây giờ. Sản phẩm cần lấy sẽ tự nhả ra mà không cần nhấn nút. Điều này sẽ giảm tiếp xúc, tránh lây nhiễm COVID. Đây là một điểm tiến bộ hơn so với những máy ATM gạo hoặc ATM khẩu trang trước đó. Máy của em cũng có thể là có bộ loa và camera để quan sát. Đó, khi là thời kỳ dịch này, mình sẽ ngồi trong phòng quan sát và nhìn ra, sẽ không cần đi ra mà để tiếp xúc với người. Và khi mà mình thấy người nhận quá nhiều thì mình cũng có thể dùng bộ loa để mình cảnh báo với họ. Người trực tiếp hướng dẫn hai nữ sinh là cô giáo Nguyễn Thị Mai. Ba cô trò đã cùng nghiên cứu, lắp ráp và hoàn thiện chiếc máy ATM đa năng này trong vòng 2 tháng rưỡi. Và sản phẩm đã đi dự cuộc thi khoa học cấp tỉnh năm nay. Thì trong tương lai thì cái cây ATM này là có thể triển khai ra nâng cấp lên thành là nhận diện khuôn mặt. Thì thông qua nhận diện khuôn mặt thì sẽ kiểm soát được là có số người đến để nhận khẩu trang hay là nhận mì tôm hay nhận gạo. Trong những ngày dịch quay trở lại, trường đã đưa sản phẩm này vào dùng nội bộ để học sinh và giáo viên nâng cao ý thức phòng dịch bằng việc sát khuẩn, đeo khẩu trang. Nếu tình hình căng thẳng hơn, nhà trường sẽ tiếp tục huy động cựu học sinh và các sản phẩm gạo, mì tôm để hỗ trợ cho người dân. Sản phẩm ATM đa năng của hai nữ sinh đã thể hiện sự năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, cùng chung tay với cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.